bà Vũ Việt Trang làm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành quyết định số 1469, QĐ-TTG về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Theo quyết định số 1469, QĐ-TTG, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Bà Vũ Việt Trang sinh ngày 16 tháng 10 năm 1969 tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Vào Đảng ngày 16 tháng 2 năm 2000, bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Anh văn. Năm 1993, bà Vũ Việt Trang bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở vị trí biên tập viên, ban biên tập tin đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam từ năm 1993. Năm 1999, bà giữ chức Phó trưởng phòng biên tập tin tiếng Anh, ban biên tập tin đối ngoại. Năm 2002, giữ chức trưởng phòng thông tin điện tử thuộc ban biên tập tin đối ngoại. Đến năm 2003, bà Vũ Việt Trang giữ chức trợ lý trưởng ban biên tập tin đối ngoại. Năm 2004, bà giữ chức trợ lý trưởng ban kiêm trưởng phòng biên tập tin tiếng Anh, ban biên tập tin đối ngoại. Năm 2005, bà Vũ Việt Trang giữ chức phó trưởng ban thư ký biên tập Thông tấn xã Việt Nam. Đây là ban thư ký biên tập và quan hệ đối ngoại, ủy viên ban chấp hành công đoàn Thông tấn xã Việt Nam 2006 đến 2016. Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký biên tập và quan hệ đối ngoại, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam. Từ 2014 đến nay, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy. Từ 2015 đến nay, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam. Từ tháng 2 năm 2018 đến nay, bí thư chi bộ ban thư ký biên tập và quan hệ đối ngoại từ năm 2012 đến tháng 5 năm 2018. Ngày 17 tháng 11 năm 2017, bà Vũ Việt Trang được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Bà là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, trong quá trình hoạt động, bà Vũ Việt Trang đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thông tin về hội nghị APEC năm 2006, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 năm 2016, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 vì có thành xuất sắc trong công tác, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thông tin về Nam Việt Nam ASEAN năm 2020. Đồng thời, bà Vũ Việt Trang là chiến sĩ thi đua Thông tấn xã Việt Nam các năm 2015-2018, chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020.